Thưa quý vị, mọi người trên thế giới vẫn trầm trồ vì ngành công nghiệp phim cấp 3 của Nhật Bản với nguồn thu 20 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, nếu so sánh với khoản thu 20,4 tỷ đô mỗi năm của ngành mại dâm Hàn Quốc, thì con số này chẳng có gì là ấn tượng cho lắm. Vậy có thật là ngành mại dâm tại Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ đến như vậy? Mời quý vị cùng với Hồng Nhung tìm hiểu trong chương trình ngày sau đây. Myari, khu đèn đỏ nổi tiếng và nhộn nhịp nhất phía Bắc Seoul, từ lâu được xem là địa điểm ăn chơi ở thủ đô Hàn Quốc. Nơi đây hầu như chỉ phục vụ đàn ông Hàn. Người nước ngoài bị cấm bởi những lý do như dịch bệnh khó quản lý. Nhiều tú bà từ chối khách nước ngoài vì sợ gặp phiền phức. Nếu trong quá trình mua dâm khách hàng gặp sự cố, họ sẽ phải đau đầu giải quyết với chính quyền. Myari trở thành điểm giải khuây độc quyền dành riêng cho đàn ông Hàn Quốc. Tại khu đèn đỏ này, không ít cô bé hành nghề khi chưa đủ tuổi. Họ bị bắt phục vụ các ông chú già khó tính vài chuyến tàu nhanh nửa tiếng. Trong 32 tuổi, bước chân vào ngành công nghiệp tình dục 3 năm trước và từng có kinh nghiệm hoạt động mại dâm tại Thái Lan. Trong đã tính ra khỏi ngành từ lâu, nhưng gánh nặng kinh tế vẫn kìm chân cô lại. Trong khi đó, nhiều bạn bè đồng nghiệp của cô đã rời khỏi khu đèn đỏ để làm lại cuộc đời tại một nơi xa xôi nào đó. Mẹ tôi bị ốm, để trả tiền viện phí cho bà, tôi chẳng còn cách nào khác. Trong kể, trong tiếp khách 13 tiếng một ngày, 6 ngày mỗi tuần, khi được hỏi về thu nhập trong nói, nhiều hơn đi làm ở bệnh viện. Trong có một chị gái làm y tá và thu nhập của chị cô không thể trang trải cho người mẹ nằm viện. Hầu hết khách hàng của trong là nam giới, già và cô độc, có vài doanh nhân đã có gia đình. Những vị khách này không có ngoại hình, cũng không có can đảm ngoại hình và nuôi bồ nhí vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Lựa chọn của họ là bóc bánh, trả tiền. Mỗi đêm, trong di chuyển tới 5-6 nhà nghỉ, tiếp khách càng nhanh càng tốt. Nhiều gã xong việc gần như ngay lập tức, tôi vẫn được nhận ngần ấy tiền. Trong chia sẻ thêm, ở Hàn Quốc, danh thiếp của gái mại dâm được gài trên kính chắn gió ô tô hoặc là vứt vương vãi trên đất. Mại dâm ở đây phổ biến đến mức nếu mà nhìn thấy những chiếc danh thiếp kiểu mời gọi như vậy, người dân chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều. Cheong Niani 588 là một khu vực không mấy xa lạ với người dân Seoul cũng như Hàn Quốc nói chung. Đây là một trong ba khu đèn đỏ lớn nhất tại thủ đô Seoul đã tồn tại hơn 60 năm nay. Bên cạnh khu Cheonnyo-dong ở phía đông và Myari ở phía bắc thành phố. Tuy nhiên sự tồn tại của Cheong Niani 588 chỉ còn tính bằng từng ngày khi chính quyền thủ đô Seoul quyết định giải tỏa mặt bằng và xây dựng một khu phức hợp thương mại chung cư gồm 4 tòa nhà 65 tầng và một khu thương mại 42 tầng tại khu vực rộng hơn 41 km2 này. Quyết định này của thành phố Seoul đã được công bố từ tháng 12 năm 2016 và hiện hầu hết gái mại dâm cũng như kẻ ma cô dắt mối đã chuyển đi nơi khác. Hầu hết trong số 156 nhà thổ ở đây đã đóng cửa và khu vực này dần bị bỏ hoang với những ô cửa kính được đánh dấu sắp bị dỡ bỏ. Tuy nhiên vẫn có khoảng 8 nhà thổ hoạt động tại đây và từ chối dọn đi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là vẫn có khách hàng đến trao đổi giá cả và sử dụng dịch vụ. Rõ ràng là dù bị giải tỏa, những ngành mại dâm của Hàn Quốc vẫn hoạt động rất mạnh, bất chấp sự can thiệp của chính quyền. Có thể nói, ngành công nghiệp tình dục của Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh với người nước ngoài, không kém ngành phim cấp 3 của Nhật Bản. Vào thời điểm Hoàng Kim thập niên 1980-1990, khu Cheong Niangni 588 thậm chí có đến hơn 1.000 phụ nữ hành nghề mại dâm. Dù bước vào tuổi 43, Kim Cheong-mi vẫn bán thân trong khu đèn đỏ Cheong Ri-angri tại thủ đô Seoul. Kim tâm sự là cô từng cảm thấy tủi thân khi mà thù lao sau mỗi lần chiều khách chỉ từ 20.000 đến 30.000 won, khoảng 18-27 đô la, chưa bằng 1/3 thu nhập của những đào trẻ hơn. Đôi khi cô chỉ lấy của khách 10.000 won vì chán chường. Tuy nhiên thù lao bèo bọt không phải là vấn đề tồi tệ nhất. Và một đêm hồi tháng 7 năm 2012, cảnh sát Seoul ập vào nơi Kim đang phục vụ khách. Họ thu một bao cao su cùng với vài thứ. Sau đó thì cảnh sát yêu cầu Kim mặc quần áo để thẩm vấn trong khi tiếp tục chụp ảnh cô. Bất bình trước hành động của cảnh sát, Kim từ chối nộp khoản tiền phạt 500.000 won. Với sự hậu thuẫn của một nhóm luật sư, cô yêu cầu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bỏ luật chống mại dâm. Sau khi thảo luận trong 2 năm vào tháng 4 năm 2014, chủ yếu dựa vào các tài liệu tham khảo, Tòa án tiến hành một phiên điều trần công khai. Tháng 2 năm nay, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nhất trí công nhận hành vi ngoại tình. Theo giới phân tích, quyết định ấy phản ánh thay đổi về quan niệm tình dục trong xã hội Hàn Quốc. Sau khi cha mẹ qua đời, Kim bỏ học và làm nhiều việc để sinh tồn. Tuy nhiên, cô không thể bê khiêng vật nặng hoặc là đứng yên một giờ. Một vụ tai nạn giao thông từ thời thiếu nữ khiến cho chân phải của Kim nát.
Do không chữa đúng cách, Kim đã phải sống cùng với thương tật trong quãng đời còn lại. Kim đang thuê phòng trọ Seoul với giá 400.000 won một tháng. Hằng ngày từ 19 giờ tới 4 giờ hôm sau trừ chủ nhật, Kim bán thân tại phố đèn đỏ Cheong Gryangri. Theo New York Times, những căn phòng thủy tinh mọc nhan nhản khắp nơi trong phố đèn đỏ. Các cô gái trẻ mặc váy ngắn, đeo giày cao gót ngồi trong phòng. Dưới ánh đèn neon màu trắng pha hồng, khi nam giới đi qua, phụ nữ gõ vào cửa và gọi với ra ngoài. Mời các anh vào đây và thư giãn. Tôi và các cô gái gặp mọi loại người. Những kẻ say đánh chúng tôi mà không cần lý do. Nhiều tên đòi lại tiền, Kim kể. Theo Kim, nhiều gái mại dâm muốn rời khỏi khu đèn đỏ và tìm một công việc khác nhưng không thành công. Tôi muốn pháp luật thừa nhận mại dâm là một nghề, một cách kiếm sống hợp pháp. Nghề của chúng tôi vẫn tốt hơn nghề đạo trích đúng không? Kim đặt câu hỏi. Hàn Quốc không phải là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong ngành công nghiệp tình dục ở châu Á như Thái Lan, Philippines hay Nhật Bản. Những quốc gia nổi tiếng là thiên đường ăn chơi dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên hoạt động mại dâm tại Hàn đang nở rộ và phát triển không ngừng với lượng khách hàng nội địa lớn. Theo thống kê, mỗi ngày có đến 358.000 đàn ông Hàn đến các nhà thổ, tiệm cắt tóc, phòng tắm hơi, các câu lạc bộ thoát y để mua dâm. Mại dâm là hành vi bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Người vi phạm phải nộp tiền phạt hoặc là nhận án tù lên tới 1 năm. Đối với gái mại dâm và khách, mức cao hơn dành cho chủ nhà thổ. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật không khiến cho tình hình mại dâm giảm. Ngược lại, số người tới các khu đèn đỏ càng tăng. Thảm kịch 14 gái mại dâm trẻ kẹt trong phòng và chết vì hỏa hoạn hồi năm 2012 cùng sự giận dữ của dân chúng là những lý do khiến cho chính phủ Hàn Quốc phát động chiến dịch mạnh mẽ nhằm triệt phá ngành thương mại tình dục. Đạo luật rà soát hoạt động mại dâm chính thức có hiệu lực từ năm 2004. Nỗ lực trấn áp liên tục của cảnh sát khiến số lượng khu đèn đỏ tại xứ Kim Chi giảm từ 69 xuống 44 chỉ trong một năm 2012-2013. Đồng thời, số phụ nữ hành nghề cũng giảm từ 9.100 xuống 5.100, theo kết quả thống kê của chính phủ Hàn Quốc. Ngành công nghiệp này từng thu về khoảng 24.000 tỷ won, 20,4 tỷ đô la, chiếm tới 4,1% tổng GDP toàn quốc, theo Viện Hàn Lâm Tội phạm học Hàn Quốc KIC. Hàn Quốc thường bị cộng đồng quốc tế chỉ trích về việc thiếu hành động chống lại mại dâm và nạn buôn người. Gần đây, chính phủ Philippines khởi kiện Hàn Quốc thay mặt cho người dân nước này bị ép làm gái bán dâm tại đây. Sau đó, chính phủ Hàn Quốc mới có những động thái nhất định để chống lại tệ nạn mại dâm. Thực tế, ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc sẽ không thể biến mất. Xử lý rời rạc thiếu xuyên suốt, không có biện pháp răn đe, cùng những móc nối phức tạp giữa các ngành kinh tế, giải trí là lý do mà mại dâm vẫn tồn tại. Byon Hae-chung, Giám đốc Viện Nghiên cứu Bạo lực Tình dục Hàn Quốc nhận định, ngành công nghiệp tình dục sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm. Cuộc chiến chống mại dâm cũng khó khăn như cuộc chiến chống ma túy. Chừng nào còn nhu cầu mua dâm, các nạn nhân của ngành công nghiệp tình dục Hàn Quốc sẽ phải tiếp tục chịu đựng. Các nạn nhân đó phần lớn là phụ nữ. Thưa quý vị, trước những quy định nghiêm khắc hơn của luật pháp, phần lớn những khu đèn đỏ từng mọc lên nhan nhản tại nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc đã không còn hoạt động công khai mà đã trở nên kín đáo hơn trong các cửa hiệu massage hay cắt tóc hoặc những nơi như khách sạn, quán bar để né tránh những cuộc vây giáp bất ngờ của cảnh sát. Ngoài ra, hoạt động giao dịch mua bán dâm cũng trở nên sôi động hơn trên Internet và smartphone, gây nhiều khó khăn cho việc thực thi pháp luật của chính quyền. Bởi vậy, chính phủ Hàn Quốc cần có những quy định quản lý khắt khe và quyết liệt hơn nữa để thực sự ngăn chặn sự phát triển của ngành công nghiệp tình dục này. Tới đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hồng Nhung xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.